với một cái máy trang bị 16 đầu gia công và 8 bộ kẹp phôi, thì nó giúp trong cái quá trình mà gia công á, mình tăng năng suất lên rất là nhiều và nó gia công được rất là nhiều loại mộng khác nhau. Ví dụ như nó có thể cắt xéo nè, làm mộng xéo nè, nó ưu điểm hơn những cái dòng máy mà mình làm mộng âm dương hai đầu. Đối với những cái dòng máy làm mộng âm dương hai đầu á, thì mình chỉ có làm khuay cắt xéo được tối đa là 45 độ thôi. Còn đối với những cái dòng máy này mình muốn 60 độ, 70 độ vẫn được, mình chỉ cần setup trên màn hình là ok. Hôm nay đội ngũ xe mắt chúng tôi hướng dẫn vận hành và bàn giao máy, đó là dòng máy làm mộng âm dương CNC 16 đầu, chiều dài là 3,5 m. Thì trên một cái chương trình chạy á, thông thường á, trong quá trình sản xuất thực tế là mình sẽ chạy hai phôi cùng một lúc và chia ra 1, 2, 3, 4 cái phần kẹp là khoảng 80 chi tiết trên một cái chu trình chạy. Thì đối với cái dòng máy này á, nó rất là ưu điểm. Trên một cái chi tiết này á, thì mình có thể gia công, ví dụ như mình có thể làm mộng âm, làm mộng dương ở hai đầu, cắt xéo, làm mộng xéo, nó rất là đa năng. Công nhân bên xưởng đã có thể tự vận hành và chạy cho ra được sản phẩm. Cái quá trình vận hành của nó rất là đơn giản. Đây là cái màn hình điều khiển của máy, thao tác điều khiển rất là đơn giản. Thì với một cái máy trang bị 16 đầu gia công và 8 bộ kẹp phôi, thì nó giúp trong cái quá trình mà gia công á, mình tăng năng suất lên rất là nhiều và nó gia công được rất là nhiều loại mộng khác nhau. Ví dụ như nó có thể cắt xéo nè, làm mộng xéo nè, nó ưu điểm hơn những cái dòng máy mà mình làm mộng âm dương hai đầu. Đối với những cái dòng máy làm mộng âm dương hai đầu á, thì mình chỉ có làm khuay cắt xéo được tối đa là 45 độ thôi. Còn đối với những cái dòng máy này mình muốn 60 độ, 70 độ vẫn được, mình chỉ cần setup trên màn hình là ok. Về cái chất lượng cũng như là cái hiệu quả trong sản xuất, thì trước đây khách hàng cũng đầu tư máy hơn hiệu xe mắt, một máy, hai máy, khách hàng đã đầu tư hai cái dòng máy mang thương hiệu xe mắt, thì thấy được cái độ hiệu quả của nó nên hôm nay họ đầu tư thêm một cái dòng máy mà cái anh kỹ thuật hiện tại đang lắp đặt tại vị trí này luôn, đó là dòng máy làm mộng âm dương 3,5 m.